vào người sau đó là không luôn. Như vậy là cơ hội mở ra dành cho Gangster có thể sẽ là một ba đó. Chỉ còn một mình Quỳnh Tạ mà thôi. Đó là các Gangster và 2-3. Hai bốn em à? Hai đâu? Quỳnh Tạ đã 7-5. Đó là điểm bàn cùng đến từ vị trí của Quang Huy Kim. Hai đâu? Số bóng tối phải số bóng tối Gangster. Ba cái không? Khá là luôn luôn. Nhiều cả Gangster đang thể hiện được sức mạnh của mình. Đây là anh chàng lao lên siêu nhanh và săn đuổi ngay anh chàng NK. Và bây giờ thì ui Quỳnh Tạ ơi, Quỳnh Tạ vừa có một tình huống pick người rất ấn tượng nhưng sau đó thôi 3-1-0-7. Một trận anh chàng cũng đã làm nên nhiều câu chuyện trong game thi đấu thứ nhất. Thì đến với game thi đấu thứ hai lần này, chúng ta lại tiếp tục được hành trình nhìn thấy những cái khả năng tấn công nhanh. Gangster, họ còn ba, họ chỉ còn một nỗi lo duy nhất, đó là vị trí của anh chàng Thanh mà thôi. Thanh ơi, Thanh có đứng được hay không đây? Thanh vừa làm được một, đó là chính là anh chàng PQT. Nhưng tuy nhiên vẫn còn hai người ở phía bên ngoài kia. Lượng máu của hai người kia cũng đang khá thấp, nhưng Thanh đã rất thấp máu rồi. Chỉ cần một viên đạn chính xác thôi thì có thể sẽ khiến Thanh phải nằm. Nhưng Thanh bây giờ không còn cơ hội nữa. Chiến thắng đầu tiên trong game thi đấu thứ hai lần này dành cho Gangster. Tại sao? Bởi vì Gangster đều là những chàng trai trẻ. Gangster đều là những cái chàng trai đang bước lên đây với tâm thế không bao giờ chưa, không có gì để mất cả. Với việc là họ đang có một cái chuỗi thắng, họ có thể làm được rất nhiều thứ. Hãy cùng xem bên phía Quỳnh Tạ nằm rồi. Nhưng cái này thì chỉ có thể khiến cho Gangster bắn bay hơn mà thôi. Gangster mất hai người nhưng mà Quỳnh Tạ đã được cứu nha. Bên phía Gangster bị nốc chứ chưa bị confirm. Mới confirm đó là NK1825 và đó là khoảng đâu đó tầm 40% sức mạnh đến từ Gangster. Và thôi xong rồi, 3-1-0-7 đang cố lên đến đâu. Kết bạc tỷ số. W God đã có được cho mình. Đó là cái chiến thắng thứ hai trong vòng này. Cùng với những người đồng đội của mình bám sát vào các thành viên đến từ đội hình của Gangster. Gangster đang cố gắng để lùi lại phía sau. Nhưng đội hình của W God họ quá là như là những con mãnh hổ sau cái cú chiến thắng vừa rồi. Họ đang bật ra kỹ năng của Alex và bây giờ thì Quỳnh Tạ tiến đến rất gần rồi. Chỉ cần hở sơ ra thôi, Quỳnh Tạ sẽ có điểm. Vừa rồi là một tình huống pick người tốt khiến cho vị trí của anh chàng PQT gọi là tiêu tốn đi một cái lượng đam là rất lớn. Hãy cùng xem liệu bên phía con N Thanh có thể làm nên chuyện hay không. Kia PQT mất một nửa cây máu rồi. Vị trí của đội Dubai, anh ta vẫn đang kiểm soát được tình hình đi chung cùng với những người đồng đội của mình là quyết định sang suốt. Tiếp tục là Dubai đang dướn lên, cố gắng tấn công nhưng cả hai bên đều đã bị chặn kèo hết cả. Nhưng đã có thể bắt được một người. NK1825 nằm xuống đổi bằng một mạng của Quỳnh Tạ. Tôi thấy là đáng. Gangster nhanh chóng tan rã bởi vì đơn giản là chủ lực của họ đi mất rồi. Một tình huống 2-3, cơ hội nào dành cho bên phía Gangster đây? Và bây giờ sẽ là một cận vs một à? Ôi, nhưng mà vị trí của anh chàng M2 đã được đó là thứ này, đó là chiến thắng rất đơn giản dành cho W God mà thôi. Tình huống di chuyển và tiếp tục để có thể cứu được Quỳnh Tạ. Nhưng vị trí của anh chàng N Thanh cũng đã có thêm cho mình một điểm. Cả hai bên đều đã mất người. Nhưng tầm này ai mới là người làm chủ được cái khu vực mà đang cực kỳ sôi động như thế này đây? Bên phía Gangster còn có 3 người thôi. Và tương tự như vậy W God cũng chỉ còn 3. Nhưng W God chủ động tấn công hơn. Họ biết thế mạnh của mình ở đâu. Tự tin chiến thắng là những gì mà W God đang có. Với hai pha đối đầu liên tục, Dubai nằm xuống rồi. Có thể sẽ là tàn vỡ, có thể sẽ là tàn vỡ. Nhưng đã kịp quay kèo lại để có thể cứu ngay. Nhưng có cơ hội mở ra nhưng Gangster lại không làm được các bạn ơi. Quá là đáng tiếc trong tình huống vừa rồi. Cố gắng tìm ra được cái sơ hở nhưng đừng quên những tình huống đặt bom kèo, những tình huống bo thù cũng sẽ đôi phần nào đó là sức ép. Và vừa rồi một thành viên đến từ đội hình của Gangster đã phải nằm. Chưa có thể nói lên được bất kỳ điều gì cả khi đội hình của W God cũng đang mất đi những cái lượng máu là quá lớn. Đặc biệt đó là vị trí của anh chàng Khải với một cái lượng máu mà cực kỳ nhỏ bé. Quang Huy bây giờ cũng đang cố gắng tiếp cận tầm gần hơn. Những quả bom kèo, những tình huống cố gắng bắt cua đến từ cả hai bên. Và bây giờ thì họ đang di chuyển vào một cái hướng để có thể tiếp cận trong vòng bom một cách an toàn nhất. Vị trí của anh chàng Dubai đang cố gắng đẩy qua. Đẩy qua tầm này liệu rằng có thể khai thác đấy không đây? Thanh có điểm rồi. Quang Huy phải nằm. M2
Và bây giờ thì đội hình của Gangster gần như là không thể chống đỡ được những lượng sát thương, những cái sự tự tin đến từ đội hình của WGun trực tiếp trên kênh của Bác Gấu hiện giờ, để có thể cho những anh em bạn bè, cô dì chú bác để có thể được nhìn thấy những tình huống múa kèo đẳng cấp đến từ đội hình của Gangster và cả WGun. Và bây giờ thì Quỳnh Tạ có vẻ đóng máy, họ thực sự là những con quái vật bắt đầu hủy diệt. Và chỉ đó, vòng bo còn chưa thu mà đã có chiến thắng dành cho WGun rồi. Ghê, chỉ 6 giây nữa thôi vòng bo sẽ cò và di chuyển, và để xem ai mới là người có lợi thế, đội tuyển nào mới là đội tuyển có lợi thế khi vòng bo cò vào. Và có vẻ như nó đang hỗ trợ dành cho bên phía của WGun rất nhiều, một vòng bo cò dưới, và điều này sẽ khiến cho Dubai cùng với những anh em của mình thoải mái tự tin hơn. Và đúng là như vậy, Gangster tan rã quá nhanh, 3107 đã đi rồi. Vị trí của Quờ Huy hay PQT cũng không chống đỡ nổi. Và đó là 6-2 dành cho WGun. Vâng, và không có cái cơ hội nào dành cho đội không của Gangster. Cơ hội nào, ngay đến không cả cái vòng bo nó còn thù và nó không ủng hộ một chút nào dành cho Gangster cả. Và nên nhớ rằng chỉ cần thêm một điểm nữa thôi thì WGun họ sẽ giành chiến thắng trong game thi đấu lần này. Họ hoàn toàn nắm giữ được cái sự tinh thần gọi là đẳng cấp của cá nhân. Một cái khả năng giao tranh ở chế độ tử chiến là vô cùng đỉnh cao. Vừa rồi thì 3107 có một tình huống bắn tốt, nhưng tuy nhiên lượng máu của anh ta khá thấp. Nhưng Gangster, họ còn 3, đội của WGun chỉ còn 2. Nờ Thanh có một tình huống pick người tốt, và bây giờ thì Gangster cũng sẽ chỉ còn đó là 2 mà thôi. 3107 cũng đang rất thấp máu. 3107 sẽ là người còn lại cuối cùng đến từ Gangster. Và có lẽ rằng chúng ta sẽ cùng nhau tới với game thi đấu thứ 3 hay chăng? Khi bây giờ cả 4 thành viên đến từ WGun họ hoàn toàn đứng lên rồi. Không có một cơ hội nào. Tôi nghĩ rằng là dù là thần đồng đi nữa, dù là có một cái kết quả nào đi nữa, dù là như thế nào đi nữa, thì 3107 vẫn sẽ phải chịu khuất phục. Đó sẽ là bốn tay bắn chủ lực đến từ đội hình của WGun. Tỷ số của chúng ta 7-2 áp đảo. Gangster và WGun rất căng thẳng khi cả hai bên đều đang có những tình huống áp sát sớm vào nhau. Đội hình của Gangster họ hiểu ra rằng là đây sẽ là cơ hội còn lại cuối cùng, nhưng tuy nhiên họ vừa đánh mất chính mình bởi việc họ mất đi 2 người, 3 người rồi. Đội hình của Quỳnh Tạ họ thực sự là như những chú hổ đói, họ thèm khát cái tấm vé bước tiếp vào những cái vòng sắp tới rồi. Và bây giờ thì không còn Gangster nào nữa, họ sẽ tràn vào và khiến cho đội hình của Gangster tan vỡ. Đó là chiến thắng đầu tiên dành cho WGun ở trong cặp thi đấu còn lại cuối cùng lần này. Thứ hai, họ sẽ tiếp tục round thứ 3 của game thi đấu thứ 3. Hành trình của họ vẫn còn đang rất dài và rất nhiều căng thẳng và gian nan, khi đội hình của WGun họ đang tràn lên một cách cực kỳ mạnh mẽ. Không còn là một cái chiến thuật gọi là núp lùm chặn bo, và Nờ Thanh vẫn lại tiếp tục hành trình của mình. Rờ Đức có một tình huống pick đầu tốt khiến cho Quỳnh Tạ phải nằm, nhưng không chỉ một mình Quỳnh Tạ và chúng ta còn có cả vị trí của chàng Dubai. Khải ở phía bên ngoài kia có sự kết hợp lên vị trí của anh, khiến cho đội của Gangster sẽ chỉ còn đó Rờ Đức mà thôi. Rờ Đức ở phía bên ngoài cũng đang rất cố gắng để có thể tạo ra được những sự bất ngờ, nhưng tuy nhiên chúng ta đang được nhìn thấy đây là một cái cuộc chiến 1-2 dành cho vị trí của anh chàng Rờ Đức trước 2 thành viên đến từ đội hình của WGun. Tôi cảm thấy như là khán giả đã nhìn thấy một cái điều gì đấy nó khá hay đến từ màn giao tranh ở game thi đấu trước giữa Gangster và WGun. Hình như là đã có một người leo nóc nhà. Chúng ta cứ để cho bên phía ông ban tổ chức check cái pha đấy hay xem. Trong khi đó thì ở thời điểm hiện tại cùng quan tâm là Gangster có vượt qua được WGun hay không khi đang có tận 2-1. Và liệu rằng Rơ Đức thành viên mới được thay vào. Tôi thực ra tôi nghĩ là những người tiền Đức thì bạn cũng không được tin lắm đúng không nào? Tôi tiền và... Đức vẫn ok đấy. Nên là bây giờ mà muốn solo 1-1 thì có khi là còn có cửa, nhưng bây giờ là cân 2 mà bên phía có WGun thậm chí là đã quay keo tròn. Thế này thì thật sự là hơi khó. Thế này thì thật sự là hơi khó để cho bên phía của Rờ Đức đây. Chúng ta đang lao lên và cũng rất tự tin. Rất nhanh. Kèo rất nhanh. Và rõ ràng là đối phương nhiều người hơn, và nhiều người hơn thì có thể là sẽ có được những tình huống áp đảo hơn. Ui. May đó là 2-1 chứ không phải là 3-1, nếu không thì Rờ Đức sẽ đi rất xa rồi. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì vẫn chưa Rờ Đức thất bại quá. Một viên nữa thôi là Rờ Đức đi rồi, chỉ còn 8 máu mà thôi. Căng thẳng quá đi. Và chắc chắn đó sẽ là chiến thắng dành cho WGun. Ý chí của Minh Khải cũng làm điều tương tự và khiến cho cả hai người chơi này đang khá thấp máu, nhưng vẫn có đủ thời gian để có thể hồi lại. Như ở bên này thì PQT vừa có một tình huống tích cười. Thực sự đó là một tình huống tích cười với con số là 0 điểm. Và đó là một cái... Tôi nghĩ rằng đó là một cái sự tai hại
về việc là không mang lại một kết quả ấn tượng, không biết bắt bài một cách chính xác. Và tầm này thì dường như Gangster họ đang bắt đầu rơi vào một thế yếu. Họ lại một lần nữa chỉ còn một người, nhưng không phải là một cuộc chiến 1v2 như game thi đấu trước nữa. Đó sẽ là 1v3 khi còn đó là Quỳnh Tạ, Minh Khải cùng với đó là vị chiến tràng Dubai. Có vẻ như R Đức vẫn chưa phải là một cái mảnh ghép mà tôi nghĩ là nó sẽ phù hợp. Nó sẽ là một cái mảnh ghép mà có thể đưa bên phía Gangster thay đổi thế trận 100%. W1 đi đang áp đảo một cách quá hoàn toàn, áp đảo một cách quá toàn diện ở trên mọi mặt trận luôn. Thậm chí là họ đi chung cùng với nhau như một chiếc xe tăng, gần như không thể cản phá ở bất kỳ một góc độ nào. Gangster đang loay hoay và có vẻ nhờ quyết định thay người, thay R Đức vào đang không phải là một quyết định có thể đánh giá là sáng suốt lắm. Khi mà cái công hiệu của nó đến thời điểm hiện tại chưa thấy rõ quá nhiều. Nhưng một đổi một đến từ cả hai bên. Quỳnh Tạ có một nửa cây máu mà rồi. R Đức vẫn đang chờ đợi cơ hội của mình. Ngọc Thành đã gục mất rồi bên phía của Lâm Tiêu. Tưởng như nguy hiểm nhưng lại là nguy hiểm dành cho Gangster. Một cái sự gọi là cân bằng về điểm số. Chứ tầm này nếu như họ vẫn tiếp tục cái hành trình gọi là quăng game của mình thì thôi, R Đức được thay vào cũng đã phải nằm. PQT bị một tình huống headshot. Quang Huy có khả năng trả lại sát thương khiến cho Quỳnh Tạ đã phải ra đi. Nhưng một mình vị trí của anh chàng Quang Huy, trời ơi, đúng như một cái chiến thuật được vẽ ra dành cho đội hình của W Gold. Họ thả con săn sắt và bắt con cá rổ. Họ thả ra Quỳnh Tạ để gọi là tạo ra một cái miếng mồi béo bở, khiến cho đội hình của Gangster tưởng chừng rằng đó là một cái cơ hội dành cho họ. Nhưng không, quay đi quay lại sẽ chỉ còn đó là một người, và người còn lại cuối cùng đó là Quang Huy không thể đứng vững được nữa. Tỷ số khoảng là 7-5, tỷ số khoảng là 7-6. Và đó cũng sẽ là những cái tỷ số mà chắc chắn là các fan Gangster đang cực kỳ mong muốn. Nhưng họ cần phải vượt qua ít nhất là 5 game đấu nữa nếu như muốn chạm tới chiến thắng chung cuộc trong năm W God. Còn ở thời điểm hiện tại, W God chỉ cần 2 trận nữa thôi là có thể vượt lên trên đối phương, giành lấy cho mình chiến thắng 2-1 rồi. Sẽ là một quãng đường dài dành cho bên phía Gangster, nhưng hãy đừng coi thường bất kỳ một cái giây phút nào cả. W God ơi, các bạn hoàn toàn có thể mắc một cái sai lầm không đáng có, nên hãy cứ tỉnh tĩnh đi. R Đức chưa gì đã mất đi cho mình 1/4 cây máu rồi. Chưa quá quan trọng, chưa sao vẫn có thể gỡ được một cái tình huống mà anh ta kịp quay về với những người đồng đội của mình. Và bây giờ sẽ là chạm trán 100% đến từ cả hai bên. PQT chỉ còn 70% máu thôi, tiếp tục lao lên. Nhưng mà một pha vuốt tâm tốt của tình huống headshot tuyệt vời có thể gỡ lạc với tất cả mọi thứ. PQT đang xuống mất rồi, nhưng đội một cùng với NT Thành và đó là Dubai. Dubai đi và Bo mới là MVP của trận đấu vừa rồi. 6-2 dành cho W Go. Thấy cái tấm vẽ tới với những chiếc bóng này đến chung kết rồi, thực sự rất căng thẳng. Đội hình của W God tầm này họ đang cần phải có những sự chỉnh chu hơn về lối chơi, di chuyển. Quỳnh Tạ vẫn đang là một trong những người đầu tàu, di chuyển thật nhanh, tiếp cận tầm gần và tạo ra được những tình huống di chuyển áp sát. Và chúng ta đã vừa được nhìn thấy Quỳnh Tạ có một tình huống bị khai thác, khiến cho anh chàng này mất đi đâu đó khoảng chừng 1/3 lượng máu. Anh chàng Minh Khải đang làm điều tương tự khi chỉ còn đó nửa cây mà thôi. Hai thành viên đến từ đội hình, 3 thành viên đến từ Gangster. Rồi, chúng ta đã biết được kết quả rồi. Chỉ còn một người đến từ Gangster. Và bây giờ thì W God họ sẽ quyết gọi là truy đuổi người còn lại cuối cùng. Chiến thắng dành cho W God. Tất cả quỳ xuống.